Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Tổ Máy Bãi. Nay Tổ Máy Bãi giới thiệu cho mọi người một cái lô máy khoan đất bao gồm 4 cây máy khoan đất. Thì hàng này là hàng nội địa Úc mọi người, hàng Ryobi và hàng Homelab. Thì máy khoan đất này nó dung tích xi lanh của nó là 43cc. Thì mọi người có thể về gắn vào máy khoan đất này. Rồi máy cắt cỏ này. Dùng nguyên cái bộ như thế này để mọi người có thể làm cái máy đề xe cày ấy mọi người, xe cày hoặc là quay nổ những cái máy diesel á, thì mọi người đưa vào là có thể đề nổ cái máy rất là nhẹ nhàng. Và mọi người lưu ý là cái dòng này nó đã được qua cái hệ thống giảm tốc, một cái hệ thống nhôm giảm tốc, nên là máy nó từ 43cc nhưng mà nó ra một cái lực truyền xuống dưới tới cái mũi thì rất là khỏe. Nguyên zin nguyên bản của máy thì là mũi là dài 75cm và nó rộng là 20cm. Nó zin nguyên bản và cái dòng này thì nó không có mũi lớn hơn và cũng không có máy mũi nhỏ hơn. Mọi người mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên cái tấm bảng đây. Đó, Tổ Máy Bãi. Mình chuyên hàng nội địa. Đây là hàng nội địa của Úc mọi người nhé. Đây là hàng nội địa của Úc. Đó, mua hàng thì mọi người đặt cọc phí vận chuyển. Nhận hàng thanh toán cái phần còn tiền còn lại cộng với phí vận chuyển mọi người nhé. Tức là mọi người đặt cọc cho toàn 200 ngàn, 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn tùy theo mọi người. Và mọi người nhận hàng thì sẽ được khấu trừ cái tiền cọc đó ra. Đó. Rồi, máy thì dao động từ 2 triệu. Máy dao động từ 2 triệu 200 nghìn. Đó. Thì mọi người có thể lựa chọn những cái dòng máy, ví dụ như đây là Homelab và đây là Ryobi 43cc đều hết mọi người nhé. Mũi thì còn khoảng tầm 90%. Thì những cái dòng máy này thì nó xài rất là ít, sử dụng rất là ít. Có những con hầu như là chưa sử dụng. Thì mọi người mua hàng thì mọi người tham khảo qua số điện thoại hoặc là liên hệ qua Zalo. Thì đây mình có con 381. Con này thì mình đánh giá con này rất là cao. Con này đời 2016, mới 95% luôn. Đó, mọi người quay sơ qua để cho mọi người thấy dòng Ryobi này. Đây là dòng Homelab này. Thì toàn địa chỉ của toàn là ở Vụ Bồn, Crong Bách, Đắk Lắk. Đó, mọi người mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0947207718. Anh em chị em nào mà có nhu cầu sử dụng cưa lớn thì liên hệ toàn. Con này zin 100%, đẹp từng cm. Đấy, cái phần này là nó do lâu ngày thôi mọi người. Đây là cũng có một chút xăng nhớt nó chảy ra, nó ngả màu thôi. Đây là ngả màu do xăng nhớt. Máy thì đẹp zin nguyên bản luôn, không có một cái điểm gì để chê hết, đẹp như một con máy thùng. Ryobi và Homelab 43cc. Chức năng của nó thì rất là nhiều chức năng hay. Mọi người có về mua về có thể áp dụng rất là nhiều thứ. Mọi người đi đào hố trồng cây, rồi trồng hàng cọc hàng rào, chôn cọc hàng rào, rồi mọi người có thể xới những cái đất mà nó khó, hoặc là đào những cái vùng đất mà phải dùng đến cuốc hoặc là búa chim rồi xào beng, mọi người chọc và nạy nó mới ra. Thì mọi người có thể dùng mũi khoan, là mọi người khoan tơi ra xong mọi người lấy xẻng xúc thì nó rất là nhanh. Đó. Số điện thoại của toàn đây có sử dụng Zalo, mọi người có thể gọi trực tiếp qua hai số 0947207718 hoặc 0941797478. Kênh YouTube Toàn Cái Máy Bãi thì mình chuyên về cái hàng nội địa và dụng cụ treo cây. Dụng cụ treo cây thì bên mình vẫn đang cung cấp cho anh em rất là nhiều, và những cái số lượng thì anh em đã mua thì anh em đã biết. Đó. Dòng này nó mới đến 90% mọi người. Con này thì bô đen. Đó. Bô này là bô đen chứ không phải là bô nó cũ mọi người nhé. Bô đen, bô trắng tinh, bô trắng lắm chứ không phải nó reset. Hàng nội địa thì nó để lâu nó reset, còn những cái hàng này nó thì nó có con nó còn nguyên trong thùng mọi người, còn nguyên trong thùng.
Đây toàn máy bãi trưng ra đây để cho mọi người thấy. Rồi, ai có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp toàn máy bãi nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp toàn máy bãi. Mua hàng thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại, giá dao động từ 2 triệu 2. Ok. Tùy con số đẹp, mọi người lưu ý giúp toàn máy bãi nhé. Rồi, xin chào mọi người.